Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bắt ghen hot nhất đêm qua. Trông bị ăn ni vào đầu, Tiểu Tam được hồi bản thân chị vợ chăm sóc kỹ càng. Khác với những clip bắt ghen gần đây, lần này người chồng cùng cô bồ xuất hiện công khai với nhau. Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền hàng loạt clip bắt ghen với tính chất ngày càng bạo lực hơn, thu hút sự chú ý rất lớn từ phía dư luận. Vào đêm 24 tháng 9, tại một quán ăn ở thành phố Đà Nẵng cũng xảy ra câu chuyện bắt ghen tương tự, mà lần này người vợ kéo theo cả hội bạn thân tham gia hết sức nhiệt tình. Theo như người chia sẻ clip, anh chồng mặc áo sơ mi trắng, rủ vợ áo xám đi ăn uống, nhưng kèm theo cả Tiểu Tam, xõa tóc, mặc áo khoác dềm. Có lẽ vì linh tính được điều gì đó, cô vợ đã rủ thêm bạn đi cùng và không khí trên bàn khá căng thẳng. Khi cả bàn đang nói chuyện, hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang đi tới. Lúc này người vợ bắt đầu đứng lên lớn tiếng truy vấn người chồng ở cạnh, tức giận rồi oánh anh này. Ngay lập tức anh chồng đứng lên oánh trả rồi tiếp liên tiếp vào người vợ. Thấy bạn bị oánh, nam thanh niên to cao khác đã ra tay rất nhanh, đã dùng một ly uống bia cho người chồng thưởng thức. Cùng lúc đó, nàng Tiểu Tam cũng bị một người bạn của cô vợ giật tóc, lôi xuống đất đánh không thương tiếc. Rất nhanh sau khi đoạn clip lan truyền, trang cá nhân của cô gái được cho là con giáp thứ 13 đã được tìm ra. Theo đó, cô là sinh viên của một trường đại học tiếng tăm ở Đà Nẵng, có quê quán tại Pleiku. Người chồng thì làm việc tại một tiệm cắt tóc. Còn đây là chân dung người vợ được nhận xét là xinh đẹp hơn cô bồ nhí rất nhiều. Hiện đoạn clip vẫn đang là chủ đề bàn tán không nhỏ của cư dân mạng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.